Chào cả nhà, tối nay hai chồng sẽ đi ra khơi cả nhà. Tối nay ra cửa biển Đồng Hòa cầu Văn nha. Nay Nghĩa gom được ít hà này, làm được thùng câu cả nhà. Hai chồng sẽ lên đường đi liền luôn. Với sáng nay cũng nghỉ đóng đáy rồi, nghỉ nước ngày rồi. Sáng không có đóng cho nên mình đi tới sáng cả nhà. Em thấy đủ đồ chưa? Bây giờ lên đường cả nhà. Nước đang lớn này. Giờ mình chạy tèn tèn ra ngoài tới chừng nước nó vô bãi cái mình bủa câu là vừa. Bủa câu xong cái mình kiếm chỗ nào mình đậu ngủ sáng kéo. Rồi, hai chồng son. Mền rối này. Đồ đạc. Oxy. Lúc này đi đem cái oxy cả nhà. Để ngoài chạy vô đây có cá cái chết uổng. Ok, let's go. Trời sáng rồi cả nhà. Giờ hai chồng nghe dậy đi kéo câu. Tối giờ thì nghe đậu chạy gần tới cái chỗ đi vô ngay chỗ Đồng Hòa này. Đậu đem câu cả nhà. Câu được có 3 con cá. Tại vì quá trời lục bình luôn nè, không có câu được luôn á. Nó cứ trôi nó vướng câu mình hoài. Lục bình ở bên phía bên Gò Công nó đổ qua cả nhà. Đây. Một con cháp, một con ngát với lại một con cá dồ. 3 con rồi cả nhà. Chạy lên xích trên kia kìa. Như bổ câu mấy bệt. Mình xuống đầu dưới mình kéo lên. Ca ngát cả nhà ơi. Chừng con ngát. Quá đã. Kéo này nó tập xuống dưới. Tập vô cái nhà. Kéo khúc dưới này dính cũng toàn cá ngát không à, không có cá dồ. Trên kia mới có cá dồ mà. Mồ hồn quá trời. Cái này ăn nó bỏ mứa quá ta. Mồi ngon mà ăn kỳ vậy ta. Bữa nay đụng Hugo rồi đây. Kìa. Ơi cá cháp. Tới mùa cháp câu dính bằng đá nữa.
em thấy gì người ta câu dính cá cháp gì 2-3 kg luôn á. Mấy chắp cụ á, chắp cụ còn ký mấy. Hey, có gì có gì. Nghe nghe chặt. Đúng không? Nó. Ừ. Lắm. Đây này dính toàn cái ngát à. Dính giò ra nè. Làm để ngát cái máy rồi mà sao. Rồi nó làm bó búa quá trời. Bà con nó ra ăn gì hết. Đó. Trời ơi, chết hồn. Thiệt luôn đó. Sao? Ừ. Giờ bỏ xuống đi, bỏ xuống đây đi. Ừ. Đó. Đá kìa. Quấn vô góc dựng cái kìa cá lên rồi. Ơi nãy giờ là toàn vậy không á, dướng dây dướng cá. Đây mà không thấy cá dồ ta, nay cá dồ đi đâu hết rồi. Hết câu luôn rồi phải không? Ừ. Này không có giò. Giò nó về quê vậy. Gì dữ vậy? Từ từ đừng nói. Ha không ơi nha. Giò bự trời. Sợ. Dặn luôn. Dặn luôn hả?
khỏi dầu gì hết luôn hả? Dễ ăn lắm. Nó vô dính cá đù chút xíu cười xỉu. Trời như vậy. Cái gì? Vô kìa. Cá. Câu cá vậy không mới đi bảo cái gì mà chúng mánh cầu luôn. Ơi cá là cái neo. Cá mới quận đó. Bê hoài vậy. Câu loại bê hoài. Ê bự. Ôi nhát bự mày, ngon. Ê được được cả nhà ơi, nhờ mấy cái vụ này. Mấy cái vụ này mới nhờ có lời nè. Sao có con nữa hay gì hay là anh kéo neo lại vậy? Con cá. Ê con ôi, cá. Cá bự nữa. Trời cá luôn cả nhà. Ôi đã mình nói. Vô. Mấy cái vụ này nó được. Đi dạt, đi dạt, đi dạt. Chết cha cái dạt. Đó. Khoan từ 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 từ. Làm gì làm cũng bao giờ cá. Rồi né nè. Quá đã. Quý quý trên. Trên quý. Không dụng không? Còn nữa em ơi, còn nữa. Ê, gặp nãy kéo khúc này trước cái rồi. Bữa nay vô mánh cái khúc sau cái tùa công súc liền. Em thấy ủa sao anh kéo cái gì mà lăn vậy ta? Thấy con kia nó quậy lên mặt nó bụm luôn. Thì cái câu đó quậy thì em thấy rồi. Còn con này nó lăn em mới hỏi anh kéo cục đá hay vậy. Yeah. Còn con nào không?
sao giờ đặc biệt không? Khúc cuối là làm hai con quá mạng anh. Còn. Cái giò hả? Chỉ có thể là cái giò. Tới giờ số số cuối. Ủa cái chân anh sao mà bị ấy vậy anh? Bị gì? Bị dính máu. Chạy. Sao chạy mới chạy hả? Không biết luôn. Không biết chạy nào luôn. Ơi cả nhà ơi, hồi nãy mình thấy cá của mình ít quá. Nãy giờ mình thấy nó cũng đầy đầy. Chuẩn bị còn cá. Sai rồi, đeo khẩu trang mất cái len rồi vô. Tỉa gai. Vậy vô đây nè cả nhà. Ê, hồi nhỏ mà tắm xong cũng khoái mấy vụ này lắm rồi. Dí theo leo lên. Khoan được rồi. Anh là người kéo câu mà kéo vô những cá đó chắc là bưng nhức đầu. Thì bộ nhiều cái câu cá nâu mà cảm giác mà dính con cá bự là trời ơi, là cảm giác là ngồi là muốn mài hoài luôn á, đi vô sợ con cá bự nó không ăn nữa. Thank you.
một màu đen nè, không thấy màu trắng. Cái ngát này tới anh câu nè. Có thẻo lưng. Nuốt lưỡi. Đã không? Cặp này thấy 2kg trên 2kg. Còn nữa có 3kg. Cặp này đã trên 5kg. Cái 7 nè, còn 6 cái 2 cả nha. Rồi tính 6 cái gì? 6 cái. Còn nước chảy tổn tổn tổn. Đúng nè. Đúng nè. Rồi. Còn dư sống hết á. Rồi, bỏ động nó đi. Để sáng anh lấy mực lại luôn nửa cân nha. Để về luôn. Sáng về luôn đó nè. Mệt quá rồi. Tính ra vậy là trúng hơn trong này. Trong đây nhiêu đây rồi là trúng dữ. Chịu cực đi thôi, đâu có gì đâu. Làm chiến mực đi, đem mãi câu. Em sợ mớm lắm. Mực lúc này câu hiu quá. Mực chỉ có con cá ngát bự ăn thôi. 44 đi. 44 cái tù. Rồi đến đây nghỉ xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.